Chào mừng các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân yêu. Công ty cổ phần truyền thông Toliha.vn là một công ty giáo dục hàng đầu, mong muốn đưa những bài giảng đến với quý vị phụ huynh và các em học sinh tiểu học thân yêu của cả nước. Các quý vị phụ huynh và các em học sinh thân yêu đều biết rằng trong thời kỳ dịch bệnh vừa qua, Toliha.vn đã đồng hành với học sinh của cả nước, giúp đỡ các em bằng cách học trực tuyến qua các gói cơ bản tiếng Việt và toán trong chương trình tiểu học. Với mong muốn chia sẻ và với mong muốn vì tương lai của học sinh thân yêu trong cả nước, Toliha.vn và cô Ngọc Lan đưa ra gói toán học của lớp 3, lớp 4, lớp 5. Gói toán này các con sẽ tìm hiểu từ gói cơ bản đến gói nâng cao. Trong chương trình học toán, xuất phát từ tìm hiểu quá trình giảng dạy 30 năm đối với học sinh trong cả nước, tôi và Toliha hiểu rằng cần phải cung cấp cho các em học sinh kiến thức từ cơ bản đến khó hơn, nâng cao phát triển dần. Và ở gói cơ bản lớp 3, lớp 4, lớp 5, chúng tôi đã soạn theo chương trình bám sát sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Và đồng thời, trong chương trình soạn giảng, chúng tôi gắn với các hình ảnh cụ thể, rõ để các con có thể tiếp thu một cách dễ dàng. Ngoài ra, ở gói cơ bản, các con có thể tham gia trò chơi khi mà các con đã học bài xong để tìm hiểu lại cái kiến thức mà mình vừa học. Ở gói cơ bản, vào các cuối tuần, các con sẽ được làm những bài luyện tập. Sau một tuần, các con ôn tập được những điều gì, các con sẽ thực hành luôn. Và với phần gói luyện tập này, phụ huynh cũng có thể nắm bắt được con em mình đã có kiến thức, nắm chắc như thế nào, chỗ nào còn chưa hiểu để bổ sung kịp thời cho các con. Ngoài ra, đối với các con tham gia thi các trường chất lượng cao, chúng tôi đã có những gói nâng cao của lớp 4 và lớp 5. Theo kinh nghiệm của bản thân tôi, để thi vào các trường chất lượng cao, các con phải đồng hành từ lớp 4, có học từ gói nâng cao lớp 4 và lớp 5, các con mới mở rộng được kiến thức và thi ở những trường chất lượng cao này. Chúng tôi đã bổ sung những bài học, những bài thi của các năm về trước để các con tìm hiểu và có cái nhìn tổng thể về thi các trường chất lượng cao, cũng như cách giảng bài, cách học bài sao cho dễ hiểu nhất đến với các con. Và sau mỗi lần các con học tập kiến thức mới, làm bài luyện tập, các con sẽ có phần luyện tập và củng cố. Với những gói luyện tập củng cố này, các con sẽ biết mình đang ở mức nào và các con sẽ cố gắng hơn. Hy vọng với địa chỉ toliha.vn tin cậy này, các bậc phụ huynh có thể đồng hành cùng với các con trong chương trình học toán lớp 3, lớp 4, lớp 5, từ cơ bản đến nâng cao. Chúc quý vị phụ huynh và các em học sinh có những ngày nghỉ thật là thú vị, có những mùa hè thật là tươi vui và cũng không quên nhiệm vụ học tập bằng cách lựa chọn Toliha.vn để tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí mà vẫn hiệu quả. Hãy đến với Toliha.vn, các quý vị phụ huynh và các con học sinh thân yêu nhé. Cô Ngọc Lan xin chào tất cả quý vị phụ huynh và các con học sinh.